Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Talk Show Chuyện Đêm Muộn và tôi là anh Thư. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Thư sẽ mang tới một chủ đề cùng với vị khách mời đặc biệt, vị khách mời quý vị vô cùng yêu mến. Đó chính là tiến sĩ bác sĩ Phan Trí Thành, Dr. For Women. Và chúng ta sẽ chào anh ấy trước khi anh Thư đưa ra chủ đề nhé. Xin chào anh. Bác sĩ Thành, Dr. For Women, xin chào anh Thư. Xin chào quý khán giả của Chuyện Đêm Muộn. Hôm nay chúng Thành tươi nhỉ? Quý vị nghĩ sao ạ? Khi mà anh Thư đưa ra chủ đề thì không biết là Thành lại tươi hơn hay là mặt bắt đầu cảm thấy có một chút bối rối đây? Mùi hương buồng kín của phụ nữ. Thực chất thì không cứ là mùi hương buồng kín đâu. Mà anh Thư cho rằng cái mùi hương nó là một yếu tố ban đầu để tất cả chúng ta có một cái sức hấp dẫn nhất định đối với những người mình tương tác, chứ không phải là đối tác nhé, đến đối tác là gần gũi lắm rồi. Và nếu như chúng ta có một mùi hương hấp dẫn thì rõ ràng là cái tính connect, tính để mà chúng ta đến gần với nhau hơn nó cũng dễ dàng. Thành có công nhận như vậy không? Tức là chia sẻ về khoa học của mùi hương. Bản chất của mùi, nghĩ chúng ta nghĩ là mùi nước hoa, mùi xúc vào cơ thể, điều đấy chỉ là một phần rất nhỏ. Một trong những cái mùi quan trọng nhất của mùi hương đó là người ta gọi là pheromone. Những cái chất mà có khả năng hấp thụ cái ái lực về tình dục, cái điều đó là điều cực kỳ quan trọng. Thế nói đến một cái nghiên cứu cực kỳ quan trọng về pheromone, khi người ta đánh giá là đố anh Thư biết phụ nữ chọn bạn tình dựa trên cái gì? Cá nhân như anh Thư thì quay trở lại, thú thật là cái mùi hương của người đàn ông cũng là điểm hấp dẫn mình đầu tiên đấy. Người ta nghiên cứu rằng phụ nữ chọn bạn tình chỉ dựa qua mùi hương, chứ không hẳn dựa vào là tiền bạc, không hẳn dựa vào của cải, hay không hẳn dựa vào mắt. Thế có một cái nghiên cứu cực kỳ quan trọng giữa mùi hương và khả năng chọn được bạn tình khỏe mạnh. Thì người ta nghiên cứu thế này, người ta cho người đàn ông mặc áo sơ mi, sau đó người ta chọn người phụ nữ là ngửi cái mùi áo sơ mi, liệu rằng người ta sẽ chọn cái áo sơ mi nào là người đàn ông người ta thích. Thì dựa trên việc là người ta làm hai nhóm, là những người đàn ông được người phụ nữ chọn yêu thích và một nhóm là người phụ nữ người ta không thích. Thì khi người ta chọn người phụ nữ chỉ dựa vào mùi hương để chọn cái áo sơ mi mà mình thích, thì người ta nghiên cứu, người ta phân tích thấy rằng là những cái cơ thể người đàn ông được người phụ nữ lựa chọn là những cơ thể cân đối, vạm vỡ và tỷ lệ người ta gọi là vai trên eo là lớn. Và chính những người đàn ông đó là những người đàn ông có khả năng duy trì sức khỏe sinh sản tốt và dễ dàng thụ thai, mang thai đến cái thế hệ phía sau. Rồi, cảm ơn Thành. Thực ra thì Thành vừa khen phụ nữ chúng ta, quý vị ạ. Vì là rõ ràng chúng ta quá tinh tế còn gì. Nhưng mà tôi bật mí với quý vị và anh Thư xin khen lại nha, là bác sĩ Thành của chúng ta cũng vô cùng vạm vỡ. Thôi quay lại chủ đề mùi hương. Câu hỏi đầu tiên bước vào chủ đề của chúng ta luôn, đấy chính là một cái vùng kín của cô bé mà nó có sức hấp dẫn thì nó sẽ có mùi gì, vị gì, và nó như thế nào thì nó sẽ hứa hẹn là một người bạn tình tuyệt vời cho nam giới đây. Thật ra chúng ta dùng mùi hương đối với vùng kín của chị em phụ nữ thì bản thân nó sẽ thay đổi dựa vào chu kỳ kinh nguyệt của người phụ nữ. Thế những cái ngày, ví dụ như ngày đèn đỏ là ngày có máu kinh, thường nó sẽ có mùi hơi tanh, hơi nồng. Trong những ngày quan trọng nhất là những ngày quanh quẩn giữa chu kỳ kinh nguyệt, là thời điểm người phụ nữ gần thời điểm rụng trứng, dễ dàng thụ thai và mang thai, thì âm đạo người phụ nữ tiết ra nhiều chất dịch trong trong như nòng trắng trứng. Và thường cái mùi của nó thì nó cũng không phải là một mùi hương thơm, mà thường người ta hay gọi là mùi cơ thể, hay giống chúng ta hay nói là mùi mồ hôi, nó hơi nồng nồng một tí, hay chúng ta nói đây chứ cái mùi pheromone, chứ không phải là hương thơm của nước hoa. Rất nhiều người sẽ bị nhầm cái mùi, cứ phải hấp dẫn thơm như mùi nước hoa hay thơm như mùi món ăn. Thì đấy là những cái lý tưởng sai đối với chị em phụ nữ, mà đối với cả đàn ông nữa. Nhưng cái vấn đề quan trọng hơn trong đối với chị em phụ nữ đó là cái mùi của vùng kín. Thì đôi khi không phải lúc nào chúng ta nói đến mùi hương, đôi khi có những mùi của viêm nhiễm, một số bệnh phụ khoa. Cũng bản thân chị em phụ nữ thấy là bản thân có những thời điểm mình có những cái mùi rất là khó chịu. Đúng rồi. Hay chúng tôi nói đến, người ta gọi là mùi cá ươn. Thì đấy là phải bản thân khi chúng tôi khám chữa bệnh, chúng tôi nói là nếu mà do một con trùng, ví dụ trùng roi, viêm tạp khuẩn âm đạo, thì đấy là những cái mùi mà khi chúng ta phát hiện ra là chúng ta phải đi khám chữa bệnh để chúng ta điều trị cho triệt để. Đúng rồi, bởi vì rõ ràng là cái mùi ở vùng kín nó đã cảnh báo, nó thông báo một yếu tố về vấn đề sức khỏe của chị em chúng tôi rồi. Nhưng mà thôi bây giờ mình đi vào nội dung chính đi. Khi nó ở trong cái giai đoạn như thế nào,
mùi của nó ra sao thì nó sẽ mang đến một cái xúc cảm tốt nhất về mặt tình dục cho chị em. Thực ra nói về trải nghiệm về mùi của cơ quan sinh dục phụ nữ thì có lẽ bác sĩ Thành có nhiều cái câu chuyện mà nó thiên về phần tiêu cực nhiều hơn là như chị em chúng ta đang nghĩ ở đây. Đó là mùi hương nó sexy lắm, nó là mùi hương nó quyến rũ, nó ngào ngạt lắm. Thì thực ra trong bối cảnh thật, bệnh nhân thật đến với bác sĩ Thành lại không phải là chia sẻ những điều đó. Thường chúng ta hay nói đến rất nhiều anh em, bây giờ phải nói người ta làm nghiên cứu, người ta thấy rằng khoảng 70% các cặp đôi là có oral sex, hay chúng ta quan hệ tình dục bằng miệng chẳng hạn. Thì rõ ràng trong vấn đề quan hệ tình dục bằng miệng thì cái vấn đề mùi cơ thể là yếu tố cực kỳ quan trọng. Đúng vậy. Thế nhưng mà có những cặp vợ chồng đến với tôi nói rằng là em không tự tin về vùng kín. Khi anh ấy đi go down, đi xuống giường là em không tự tin, vì rất là ám ảnh về mùi nhiều hơn, chứ không hẳn nói về câu chuyện là thường bệnh nhân tôi gặp bệnh nhân không phải là những người chia sẻ với tôi nói là em cảm thấy mùi của em hay lắm. Chia sẻ đó là câu chuyện của bệnh nhân thực đến ngồi nói chuyện với tôi, như tôi với anh Thư ở đây. Thì có một bạn gái, bạn ấy phải nói là em rất thích oral sex, em rất thích là bạn trai go down. Tuy nhiên anh bạn trai anh chồng thì bảo em không thích oral sex, em không thích. Bạn là không. Thế thì câu hỏi ở đây là liệu có phải bạn gái này có mùi gì khó chịu mà anh ấy không thích oral sex không? Thì anh ấy bảo không, bản thân em thì đối với mọi người em cũng không thích oral sex. Thế nhưng mà riêng khi tôi hỏi sâu thẳm bạn nữ thì bạn nữ lại nghĩ là bạn trai không nói thật, và bạn nữ nghĩ là bạn trai không thích cái mùi cơ thể mình, nên anh ấy không thích go down. Thì có một cái nhấn mạnh ở đây, có lẽ đó là phải nhấn mạnh cho anh em, đó là phải khéo giữ mồm giữ miệng. Nếu mà phải nói riêng nói đến chuyện mùi cơ thể, đặc biệt là mùi của vùng kín hoặc là hình ảnh của vùng kín, anh em mà lỡ mồm nói một câu phụ nữ thù đến già không bao giờ cũng quên cả. Có một điều gì đó mà nói rằng là em, anh có cái điều gì đó anh không thích, em có cái gì đó mà phê phán, anh thấy em có mùi chẳng hạn, đơn giản thế thôi đấy. Và có lẽ một trong những cái ám ảnh lớn nhất của phụ nữ, có lẽ phía lớn nhất thì có lẽ là phía ngoại hình, phía trên mặt chúng ta, nhưng mà cái suy nghĩ sâu thẳm và dễ mất tự tin nhất của phụ nữ là hình ảnh cô bé và mùi của cô bé. Đúng vậy. Chứ không hẳn là đối với phụ nữ là mùi cô bé là thi vị đâu. Cái này thì anh Thư có thể hiểu được phần nào bác sĩ Thành ạ. Nhưng mà bởi cái sự quan tâm nó nhạy cảm đó mà chị em chúng tôi, bây giờ tôi thấy là nhiều người đã rất là có ý thức trong việc chăm sóc vùng kín, ngay cả việc đến gặp bác sĩ Thành, đúng không ạ? Ngày càng nhiều những chị em tìm đến để xin lời khuyên của bác sĩ Thành thì cũng là một trong những cách thức mà chúng tôi lựa chọn để chúng tôi chăm sóc bản thân, cơ thể mình và đồng thời giữ gìn hạnh phúc hôn nhân của mình. Nhưng mà xin hỏi bác sĩ Thành rằng là với cái câu chuyện chị em chúng tôi làm rất là thường xuyên, ví dụ như là sử dụng dung dịch để chăm sóc vùng kín này, đúng không? Nó cũng sẽ có mùi hơn và nó sạch sẽ hơn này. Hay là nước hoa vùng kín nó bây giờ cũng là một cái lựa chọn không hiếm gặp. Thì nó sẽ mang đến những cái sự cải thiện ra sao cho chúng tôi? Nó có như hứa hẹn hay không? Đã, câu chuyện thì đúng là cả một cái nền chúng ta chuẩn bị để đến bây giờ mới trả lời những câu hỏi của Thư. Mà có lẽ là chị em cũng không biết được mùi nào là mùi hay, mùi yêu thích của mình. Có lẽ chị em chỉ nghĩ là nếu mà cái mùi này là anh ấy thích, bởi vì anh ấy thích cái nước hoa Chanel, anh thích cái nước hoa Dior, thì có lẽ mình xịt xuống dưới thì anh ấy thích. Chứ không phải là chị em thích cái mùi của vùng kín mình như thế. Đúng rồi. Đang có một vấn đề rất lớn là chị em đang chăm sóc cô bé với mục tiêu là phục vụ người yêu, phục vụ bạn trai. Và có một cái niềm tin đang sai lệch. Thực ra mùi của vùng kín nó chỉ đơn thuần giống hệt như mùi của miệng chúng ta, giống hệt như mùi của nước bọt của chúng ta. Đấy là những cơ quan dịch tiết cơ thể của chúng ta, chứ nó không thể có một cái tuyến nào tiết mồ hôi như cà phê trồn chẳng hạn. Thì không có tuyến nào tiết hương ở vùng kín. Đúng rồi. Và đấy là tuyến của những tuyến mồ hôi tiết ra những cái nồng độ hormone. Và chính nhờ những cái hormone đó, cái vùng kín sẽ có mùi cơ thể mà thay đổi phụ thuộc rất nhiều dựa vào nồng độ hormone của androgen, estrogen. Để dựa vào đó mà chúng ta ngửi thấy nhau và chúng ta có thể kích thích nhau tham gia quan hệ tình dục. Chứ không phải ngửi thấy nhau thì chúng ta nghĩ đến đấy là mùi thơm, mùi hương. Mà mục tiêu của nó là kích thích chúng ta tham gia hoạt động tình dục.
để chúng ta dễ dàng sinh hoạt và chúng ta dễ dàng thụ thai, để mang thai, để duy trì nòi giống của chúng ta lâu dài. Thế nhưng mà ngược lại, chúng ta đang cố gắng tạo cơ quan sinh dục của chúng ta thành một cái mùi thơm để mà nghĩ rằng đó nó giống như một viên kẹo, thì điều đó đôi khi lại mất khả năng thụ thai. Và chúng ta xịt vào những điều đó, thì ở đây phải nói đúng là có lẽ là cả 1001 những điều nên tránh trong việc thực hành chăm sóc vùng kín của chị em. Mà có lẽ đó là từ vì ám ảnh là vùng kín nó phải thơm tho, mà rõ ràng chắc chắn vùng kín là nó phải hơi nồng một tí, chứ không bao giờ có mùi thơm. Mà có rất nhiều phụ nữ nói đến với chúng tôi và bác ấy lúc nào nó ẩm ướt, bác có cách nào bác làm cho nó khô cong đi được không? Thì phải nói chúng tôi bảo phải chúc mừng em còn tiết dịch được là mừng, và phải có cái dịch này thì mới là dung dịch bôi trơn. Nhưng ngoài chuyện bôi trơn ra thì tất cả tinh trùng người đàn ông xuất tinh vào trong cơ quan sinh dục của phụ nữ là được nuôi dưỡng bởi dung dịch của âm đạo người phụ nữ. Và nhờ dung dịch này nó giống như dòng nước để đưa tinh trùng như cá đi lên trên, bơi vào thụ tinh ở vòi trứng người phụ nữ. Và nếu không có những dung dịch này, không khác gì như thang cuốn ở trong thang máy, hay là giống như thang cuốn ở trong các trung tâm thương mại để đưa tinh trùng đi lên gặp tới các cửa hàng trứng chẳng hạn, thì nếu không có nó là chết dở luôn. Thì chúng tôi đã có những bệnh nhân niềm tin sai là bác cứ phải điều trị cho đến bằng khi nào khô rồi thôi. Và đã có những bệnh nhân tháng nào cũng đi khám phụ khoa để mà tìm cách điều trị. Vì ám ảnh mãi bác điều trị, mặc dù các bác bảo là không có bệnh gì đâu, vẫn phải điều trị đến khi nào hết thì thôi. Câu chuyện thứ hai đó là câu chuyện sạch. Thì ở đây có những phụ nữ ám ảnh sạch là sạch của nhà bếp, ám ảnh sạch của cái bát, ám ảnh sạch của cái bàn là kỳ, quét một cái không thể hết được nữa. Thì cũng có những phụ nữ ám ảnh sạch của cơ quan sinh dục. Và có lẽ là nếu mà không ít chị em phụ nữ là chắc chắn đi vệ sinh lần nào xong cũng phải kỳ cọ một lúc. Trong khi khuyến cáo của các tổ chức y tế thế giới chỉ rửa vùng kín một lần một ngày. Rửa nhiều quá nó cũng gây trầy xước vùng kín. Bởi vì chúng ta biết da vùng kín nhạy cảm gấp vạn lần da tay chúng ta. Nếu mà như chúng tôi là phẫu thuật viên, tôi rửa ngày nào cũng rửa tay bằng xà phòng, đã có những lần da tay tôi xước ra để mà tôi rửa tay để đảm bảo phẫu thuật vệ sinh sạch sẽ cho bệnh nhân. Thì nếu mà da tay tôi còn có rất nhiều chất sừng, hay phải nói là giống như cái vỏ gỗ ấy, để bảo vệ cơ thể. Còn vùng kín là không có vùng sừng như này. Chúng ta kỳ cọ kỹ quá là chúng ta cũng có thể gây xước vùng kín. Xong đó đấy là còn là nhẹ. Thế còn câu chuyện của rửa vùng kín thì phải nói là rất nhiều chị em nữa, đó là không chỉ rửa bên ngoài mà phải cho tay vào trong cốc, kỳ cọ sâu bên trong cái cốc. Bởi vì bà nghĩ bây giờ anh ấy sinh hoạt, anh ấy xuất tinh hẳn vào trong. Thì mà nhiều người còn ám ảnh nghĩ là tinh trùng người đàn ông là bẩn cơ. Và sau mỗi lần quan hệ xong là phải kỳ cọ sạch cái đấy đi, không có là bệnh. Thế thì phải vào chia sẻ phụ nữ đó là tinh trùng đàn ông không bẩn. Bản chất nếu bình thường không có bệnh tật gì là vô trùng thì tinh trùng mới sống được. Do đó là không có lý do là ngay sau quan hệ là phải chạy ngay vào nhà vệ sinh kỳ cho bằng sạch để cọ ra. Thì đây là một động tác phải tuyệt đối cấm và không được làm nữa. Nhưng tôi hỏi quá nhiều phụ nữ ở Việt Nam còn là cho tay vào trong, vẫn ngồi lấy nước vòi xịt vào xong kỳ cọ ở bên trong. Thì cái điều này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì đáy âm đạo không phải là cái cốc. Đáy âm đạo là cổ tử cung và tử cung người phụ nữ, là nơi sau này chúng ta mang thai và làm mẹ. Khi chúng ta kỳ cọ xịt nước vào như vậy thì chúng ta đưa vi khuẩn ngược dòng lên trên, đi lên tới tử cung và vòi trứng. Và đây là nguyên nhân đầu bảng gây tắc vòi trứng và vô sinh hiếm muộn ở phụ nữ. Vậy là từ những cái hiểu biết nó hơi sai lệch một chút, thậm chí là hoàn toàn không đúng cách trong những cái việc hàng ngày của chị em chúng ta. Vệ sinh là việc hàng ngày mà. Thì lời khuyên của bác sĩ Thành là gì đấy? Như thế nào là vệ sinh đúng cách ở phụ nữ? Có lẽ là tôi xin phép anh Thư là tôi còn kể tiếp các cái câu chuyện cần tránh. Dạ. Bởi vì có lẽ đó là đối với chị em phụ nữ chúng ta thì tôi cứ cố gắng tôi kể để về mình tránh đừng làm như vậy. Cảm ơn thì thầy. Đã là vệ sinh tốt đúng cách rồi. Đúng rồi. Sau đó chúng tôi mới nói đến cái nên làm như thế nào. Thì Thư có nói đến câu chuyện đó là nước hoa vùng kín. Đó là dung dịch vệ sinh phụ nữ. Đó là những viên đặt xe khít cho vùng kín của chị em. Thì chúng tôi gặp quá nhiều bệnh nhân là có những cái viên trôi nổi trên mạng mà ghi chúng tôi đọc thành phần là long nhãn, thành phần là dầu ô liu, thành phần là các loại hạt cung cấp vitamin A khoáng chất cho vùng kín. Thì tôi phải chia sẻ là mọi viên hạt cho đến ngày nay chưa có viên hạt nào được FDA Hoa Kỳ công nhận và chứng nhận cả.
Khi các bạn mua viên thuốc, các bạn làm ơn hỏi cái người bán, là người ta nói là công dụng tốt lắm, thì hỏi thì FDA Hoa Kỳ công nhận chưa? Bởi vì thuốc, đây được coi là thuốc, và thuốc thì phải trải qua thử nghiệm lâm sàng và được các hiệp hội khuyến cáo dùng thì mới được dùng, chứ không phải thuốc mong chỉ có bác sĩ Thành và thuốc là tốt lắm các bạn dùng đi. Thì phải chia sẻ là rất nhiều viên thuốc chúng tôi đã gặp ở bệnh nhân đặt vào là gây viêm nấm âm đạo. Bởi vì chúng ta hình dung là nếu mà cho đến viên đường vào âm đạo, cho đến hạt quả nhãn vào âm đạo thì đương nhiên là sau này nó sẽ gây mốc, gây nấm ở âm đạo. Và rất nhiều chị em phụ nữ là bị viêm nấm, mà viêm từ không điều trị thôi, càng điều trị càng loạn khuẩn âm đạo. Và càng thì suốt ngày chỉ có đi viêm nhiễm âm đạo. Vì loạn khuẩn nên vì mình đặt các cái viên sai vào trong âm đạo. Đúng rồi. Thì bản thân âm đạo người phụ nữ, tôi giải thích, được thiết kế như một hệ thống rừng nguyên sinh. Bên trong nó phía trên là những cây dương xỉ, phía dưới là rất nhiều vi khuẩn lấm tốt để bảo vệ cơ thể. Do đó một trong những việc điều trị âm đạo đó là việc bảo vệ cái hệ thống vi sinh vật của âm đạo, chứ không phải là diệt sạch hết vi khuẩn âm đạo. Do đó bản thân rất nhiều trường hợp điều trị là y bác sĩ phải cho thêm vi khuẩn có lợi vào cho âm đạo để bảo vệ âm đạo. Hay kể cả các dung dịch nước rửa để gọi là sạch sẽ ở chị em phụ nữ. Thì tôi có bệnh nhân thật luôn, 40 tuổi, y như thực. Chắc có lẽ anh là... không cần phải nhắc tuổi của tôi trên sóng đâu. Cái vấn đề bỏ qua những kỹ thuật khác nhé. 40 tuổi, đến khám tôi bảo bác Thành ơi, chết rồi sao mà dạo này chị khô như ngói. Hồi đầu thì quan hệ còn được, chứ bây giờ rát lắm mà khô lắm. Thế tôi bảo thôi chết rồi, tiền mãn kinh. Bởi vì tuổi quan quẩn 40 là tiền mãn kinh. Tôi hỏi thế có phải không? Không, như kinh nguyệt chị vẫn đeo. Thế tôi xét nghiệm ra thì không thấy giống tiền mãn kinh. Thế tôi bảo cái điều gì mà nội tiết tốt như thế này mà âm đạo lại kém như thế này? Tôi hỏi kỹ, dạo này chị mới có các loại chai nước rửa được bạn cho, chị rửa hôm đầu thấy sạch, bây giờ ngày nào chị phải rửa 2-3 lần. Thế thì bản chất của rất nhiều dung dịch vệ sinh phụ nữ là ưu trương. Ưu trương có nghĩa là khi rửa người ta sẽ hút nước từ trong tế bào đi ra. Thế nếu mà chúng ta rửa nhiều quá thì nó gây teo tế bào lại, nó teo khô tế bào lại và không thể tiết nước nữa. Thì đấy chính là một trong vấn đề khô, và chúng tôi yêu cầu phải ngừng ngay cái việc vệ sinh như thế nào. Thế thì câu chuyện quay trở lại của thực là vệ sinh vùng kín thì làm như thế nào, thì tôi cũng chỉ xin phép được khuyến cáo của Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ. Thì điều đầu tiên là vệ sinh một lần một ngày, số lần nhiều quá cũng không lên. Điều thứ hai, dung dịch tốt nhất là nước thông thường, hơi ấm ấm một tí. Và cách rửa là chỉ vỗ vỗ nhẹ nhàng vào chị em thôi, vì nó rất dễ tổn thương. Và tuyệt đối là không cho tay vào trong âm đạo, đi qua gốc màng trinh để kỳ cọ. Đấy là ba khuyến cáo quan trọng nhất. Còn khi rửa vệ sinh vùng kín xong thì làm ơn dùng khăn bông cốt tông ẩm hơi khô nhẹ nhàng, chỉ vô vô thấm ướt thôi, chứ không được để nguyên ẩm như vậy vào mặc quần áo. Cũng như không dùng quá nhiều các loại giấy vệ sinh khô để chùi vào, vì nó sẽ gây sước. Trong vùng kín thì màu yêu thích là màu trắng. Làm ơn hạn chế các đồ lót, các loại dung dịch vệ sinh, các loại có màu. Vì tất cả các loại có màu nguy cơ dị ứng rất cao. Thế còn câu chuyện về việc sử dụng đồ lót hàng ngày của chúng tôi thì sao thưa bác sĩ? Đồ lót đối với vệ sinh, đối với chị em phụ nữ thì đầu tiên, câu đầu tiên đó là ưu tiên đồ cốt tông. Hạn chế đồ ni lông, đồ chun giãn mà đôi khi. Và hạn chế thứ hai đó, đồ phải thoáng khí, rộng rãi. Hạn chế đồ quá bó sát người. Mà đồ bó sát người tôi đã gặp những chị em mặc quần jean. Và ở hai cái vùng kín nó có những vùng chợt đỏ lên. Bởi vì sao? Bởi vì hai cái vùng, cái chỗ mà may của khóa quần jean nó bó sát vào người. Và lúc nó cứ kỳ cọ ở vùng kín. Và nó gây cái viêm xước ở vùng kín của chị em. Thì cái việc mà chúng ta ngày nay, chúng ta có cái văn hóa bó sát vào người và cơ thể để phô diễn cơ thể, nó đôi khi nó cũng để lại những cái khó khăn về chăm sóc cơ thể chúng ta. Giờ thì hy vọng rằng là cái quan điểm chúng tôi truyền tay nhau lâu nay là cứ 3 đến 6 tháng một lần thì thay toàn bộ đồ lót là đúng chứ bác sĩ? Từ đấy đến giờ nhiều thói quen là bị bác sĩ lên án quá. Thực ra cái việc thay đồ lót thì nó phụ thuộc vào cái chất liệu chúng ta dùng. Nhưng điều quan trọng nhất đối với đồ lót có lẽ đó là chúng ta cần phải được vệ sinh thay đều hàng ngày. Điều thứ hai là phơi ở vùng khô, thoáng, thoáng khí và có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào để tiêu diệt hết vi khuẩn. Thì nghe thì đơn giản nhưng mà lại rất xa xỉ. Bởi vì bây giờ rất nhiều nhà chung cư là không có ban công. Và ban công thì chỉ là cái lô ra thôi, không lấy đâu rồi ánh sáng mặt trời chiếu vào được cả. Cái câu chuyện thứ hai mà nói đến đồ lót thì phải nói đến băng vệ sinh. Tôi gặp quá nhiều chị em phụ nữ bị dị ứng với băng vệ sinh.
Vì băng vệ sinh dán vào cái cơ quan sinh dục người phụ nữ thì đúng là cứ hình băng vệ sinh như nào thì cái vùng viêm nó đúng cái hình đó. Nó gọi đúng hình cánh bướm luôn. Thì do đó chúng ta mới nhớ lại ngày xưa các cụ dùng đồ xô, dùng vải xô gấp lại, và sau đó mỗi lần xong xuôi, mặc dù lại các cụ đi giặt dùng lại, thì hiện nay đã có những cái băng vệ sinh organic là người ta giặt và người ta dùng lại. Thì chúng tôi khuyến cáo lại dùng lại quay lại. Một là vải xô, hai là cốc nguyệt san. Cốc nguyệt san là cái phần dung dịch cái nhựa silicon để đút sâu vào trong âm đạo thì để hạn chế được vùng viêm nhiễm bên ngoài. Và chúng ta đều biết rằng là với phụ nữ thì cái nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục nó còn cao hơn nam giới gấp nhiều lần. Đặc biệt là căn bệnh thế kỷ HIV chắc là quý vị cũng đã nghe thấy rồi. Vì thế mà giữ gìn cho chúng ta có được một cô bé khỏe mạnh, một cái quan điểm về sự vệ sinh sạch sẽ hay là mùi hương hấp dẫn, nhưng bác sĩ Thành có nói thì nó cũng theo cái cách thức và thói quen rất là khác nhau của mọi người. Nhưng làm sao để mỗi chúng ta đều có một đời sống tình dục an toàn, lành mạnh, và cô bé thì đương nhiên góp một phần quan trọng ở trong đó rồi, thì chúng ta cần phải thực sự hiểu biết về vùng kín của mình. Quý vị hãy theo dõi nội dung này của chúng tôi một cách thật là kỹ lưỡng, và có những điều nếu mà cần ghi lại để không quên hoặc là đừng bỏ qua thì cũng có thể nốt nó lại để tạo thành một thói quen trong sinh hoạt tình dục nhé. Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Phan Trí Thành. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hy vọng tất cả chúng ta đều sẽ có một cô bé khỏe mạnh, thơm tho để tận hưởng cuộc sống và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.